Nhưng Phật ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc làm ở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận nữ, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hà giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám nước đám mưa lành lưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng. Tịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Ha Da. Dạ, đạo tràng chúng con, dạ con xin sám hối. Trước khi con thỉnh ngài lên giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin được phép được đọc phần chánh kinh. Dạ, cảm ơn Minh Bát Thanh Á đã cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Khuất Cá Nikaya Itivuttaka chương 3, ba pháp. Phẩm 1, bài 51 La Mã. Não La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này tỳ kheo, có ba lậu hoặc này. Thế nào là ba? Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Này các tỳ kheo, có ba lậu hoặc này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Tịnh tỉnh và tỉnh giác, chánh niệm, đệ tử Phật quán tri các lậu hoặc và hiện hữu lậu hoặc. Ở đây tâm được diệt và con đường đến diệt, tỳ kheo đã diệt tận các lậu hoặc ấy, không còn có ước muốn được lắng dịu tịch tịnh. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Bài 57 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba loại lậu hoặc này. Thế nào là ba? Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Này các tỳ kheo, có ba lậu hoặc này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây ý nghĩa này được nói đến. Ai đoạn trừ lậu, dục lậu, ly tham, thoát vô minh, hữu lậu được đoạn trừ và khỏi sanh ni, mang cái thân cuối cùng dẹp tan khổ xe ma. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Hòa Thượng Tị Siêu từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng chúng. Kính chào Thượng Tọa Bên Hạnh. Đại Đức Tuệ Đức. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học hai bài. Năm 16 và năm 17. Ở trong trường ba pháp của Như Kinh Như Thị Thuyết Itivuttaka. Hai bài này Đức Phật đề cập đến cái pháp hoặc
Khôn Đức Phật thuyết tóm tắt nên cái tỳ kheo có ba là hoặc đầy thế nào là ba dục lậu hữu lậu và vô minh lậu. Này cái tỳ kheo có ba là hoặc này. Rồi sau mỗi bài kinh Đức Phật mới nói lên bài kệ. Ở trong cái bài kệ nhất, trong cái bài 56, khi Ngài đã nói lên ba cái lầu quật thì Ngài dạy bài kệ rằng định tĩnh và tỉnh giác, chánh niệm đệ tử Phật, quán tri các lầu quật và hiện hữu lầu quật. Ở đây tâm được diệt và con đường đưa đến diệt. Tỳ kheo đã diệt tận các loại lậu hoặc ấy, không còn có ước muốn được lớn dược tịch tịnh. Còn trong cái bài kệ thứ hai đó, khi Đức Thế Tôn Ngài đã nói lên ba lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, thì Ngài mới nói lên bài kệ kết luận. Ai đoạn trừ dục lậu, ly tham thoát vô minh, hữu lậu được đoạn trừ, giải thoát khỏi sanh y, mang thân, mang cái thân cuối cùng và tăng cổ xê ma. Điều quan trọng là chúng ta hiểu hai bài kệ. Còn bây giờ thì trước tiên thì chúng ta phải hiểu cái chữ lậu, lậu hay lậu hoặc. Chữ asawa, được gọi là lậu, tức là cái pháp nhận chìm chúng sinh ở trong cái bể khổ trầm luân. Ở dưới quê đó thưa quý vị, người ta hay ngâm cây, người ta đốn cây, sau khi chặt bỏ nhánh lá rồi còn nguyên cái thân cây, họ lăn xuống ao hay là mé sông, họ lăn trên đó rồi ngâm nước lâu ngày để cho nước nó thấm, nó thẩm thấu vào trong cái thân cây hay là cái thân tre. Thời gian sau họ mới vớt lên, họ rửa cho sạch, thì lúc bây giờ cái thân đó nó trở nên nặng nề, nó có cái mùi hôi của cây ngâm. Nhưng mà cây đó thì thưa quý vị, sau khi đã được ngâm, tre sau khi ngâm thì những con mối, con kiến nó không có thể đục khoét ăn bị gì nữa, nó hôi thưa quý vị, vừa hôi vừa đắng. Cho nên khi mà người ta ngâm như vậy đó, thước nước nó thấm, nó tỉnh vào trong cái thân, cái đó gọi là lậu, chúng ta gọi là lậu. Cũng như chúng sinh ở trong cuộc đời này vậy, từ vô thủy luân hồi
Tại sao chìm đắm ở trong bể khổ trầm luân không có nổi lên được, không có giải thoát được? Là bởi vì ngâm tắm bởi vô minh, tham ái và vô minh. Cũng nói thêm rằng là ở đây trong kinh Tạng đó, khi kể đề cập đến lậu hoặc thì Đức Phật Ngài chỉ nêu lên có ba cái pháp lậu, là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Dục lậu, hữu lậu nó thuộc về tham, tham ái, hay thuộc ái. Vô minh lậu thuộc si. Hẳn là chúng ta biết rằng là cái dòng sanh tử luân hồi chúng ta khởi đầu là vô minh. Vô minh duy nhân hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, duyên sắc lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ. Rồi cái nhân, cái căn gốc duyên sinh trong thời hiện tại là ái. Họ duyên cho ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, sợ bị khổ, khổ ưu ai. Thì như vậy hai cái gốc của vô minh và ái đó là nó ngâm tẩm chúng sinh, chìm đắm trong bể khổ trầm luân. Cho nên ở đây ái là chỉ cho dục ái và hữu ái, hay gọi là dục lậu và hữu lậu. Và si ở đi tức là vô minh, gọi là vô minh lậu. Lấy có hai ba thôi, lấy có ba cái đó. Như ở trong thắng pháp á, thì lậu hoặc có bốn, phải thêm một cái nữa là kiến lậu, đi thà sâu ác. Kiến lậu ở đây tức là chỉ cho tà kiến. Thì ở đây chúng ta sẽ tự hỏi tại sao thắng pháp nó có bốn, nó có ba. Như vậy thì có cái sự sai khác nhau không? Bỏ bớt tà kiến là bỏ bớt cái pháp nó có quan trọng không? Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta nên hiểu rằng là là kiến hay là kiến lậu. Tà kiến nó thì chi pháp tức là tâm sở tà kiến, và tâm sở tà kiến thì nó nằm ở trong cái tham phần, tức là tâm sở tham phần, tham tà kiến ngã mạng, tham tà kiến mạng. Thì tâm sở tà kiến nó tương ưng là tương ưng với tâm tham, nó đi với cái tâm sở tham, căn tham, chứ nó không có đi căn sân, nó đi căn sở tham và si ở trong tham, trong tâm tham hợp tà, hợp tà kiến. Thì như vậy kể ra cũng được mà không kể cũng được, bởi vì nếu chúng ta kể ra thì chúng ta kể tâm tham có tham hợp tà kiến, tham không hợp tà kiến, gọi là tham hợp tà, tham ly tà. Còn nếu mà chúng ta không kể, không cần nêu ra, chúng ta nói có tám tầng tham được rồi cũng vậy. Khi mà nói đến pháp lậu hoặc thì chúng ta chỉ nói đến dục lậu, vô minh lậu là nó bao gồm luôn cả kiến lậu rồi. Vì sao vậy? Nói có sách mách có chứng,
Ở trong chú giải đó, chú giải bài kinh này đó, thì chữ hữu lụ ở đây là như thế nào? Hữu lụ ở đây là như thế nào? Quý vị dừng lại một chút, đừng có cho nó chạy lên, đừng chạy chạy. Cảm ơn sự bầu mưa nắng đã cho cái câu chú giải. Cái phần đầu khi mà nói đến kama sabu ti kame su agu kama sankhato wa asabu kama sabu, lậu hoặc đối với các dục thì như vậy gọi dục lậu, hoặc là chữ qua ở đây là hoặc là pháp lậu. Mà liên quan đến các dục thì vậy gọi là dục lậu kama sabu. Còn nói đến cái kama sabu thì ở đây giải thích như thế này: rupa phavesu chanda rago, tức là dục tham đối với sắc hữu và vô sắc hữu. Chana ni cần tí là sự ái luyến thiền, thiền chứng, ái luyến thiền chứng, cũng gọi là hữu lậu. Mà sát sát tất ni thí sa ga to ra go, tức là ái mà câu sanh với thường kiến, thì như vậy sao quá bất thành na cha sao quá sa phu sao quá sa phu. Cái sự mong cầu hữu như vậy gọi là hữu lậu. Như vậy thì tà kiến nó nằm ở trong cái hữu ái rồi đó, trong cái hữu lậu. Tà kiến có nằm trong hữu lậu rồi, cho nên khỏi cần kể cái thêm cái tà kiến hay là kiến lậu. Cho nên kể ba cũng được và kể bốn cũng được. Còn avicca quá avicca sa vua, chính vô minh. Chữ avicca quá có nghĩa là avicca y quá, chính vô minh là vô minh lậu. Vô minh chú giải đơn giản hơn, chú giải đơn giản hơn. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu tại sao nói ba, tại sao trong kinh tạng nói ba, trong ví dụ pháp nói bốn là lý do đó. Vì nó khác với nhau cái lakkhana, cho nên nó tách ra hữu kiến và vô minh thành bốn. Còn nếu mà nói đến cái sự đồng sinh tương ưng thì kiến với tham, do đó cho nên không cần kể nữa được, chỉ kể tham tức là dục lậu hữu lậu được rồi. Thật ra đó thì chúng tôi cũng không nói nhiều, phân tích nhiều cái vấn đề chi pháp này chi.
mới chúng tôi khi mà thuyết giảng, bất cứ là giảng thuyết pháp hay là giảng bài cho mọi người nghe đó, chúng tôi có cái tiêu chí là như thế nào để chúng ta hiểu được Phật cô bà, chúng ta biết tu tập thôi. Còn cái chuyện mà phân tích ngữ nghĩa hay là phân tích chi pháp thì cái này có đôi khi không cần thiết đối với Phật tử nữa. Chúng tôi có hy vọng rằng các Phật tử chúng ta nghe pháp cũng vậy. Nên quý vị thấy chúng tôi thuyết pháp đơn giản thì nghe không nghe thôi, chứ đừng có chê. Để cho người khác nghe, người ta khác hiểu. Chứ còn mà mình nói chung như này nói nhiều quá đó thì làm cho nó loãng cái pháp của Đức Phật đi. Cho nên chúng tôi hạn chế. Bây giờ đó, sau khi chúng ta hiểu được lậu và chi pháp của lậu, chi pháp 3 hoặc 4, bây giờ chúng ta lại nói đến ý nghĩa của hai bài kệ. Bài kệ thứ nhất ở trong cái bài kinh số 56 này, bài kệ này, đúc kết bài kệ này là Ngài nói lên cái pháp lưỡng quan bốn khía cạnh của tứ đế, bốn khía cạnh của tứ đế. Ở trong bài kinh Chánh Kiến, trong bộ kinh, tôn giả Sariputta cũng y cứ vào Phật ngôn này mà Ngài Sariputta Ngài đã thuyết cho các vị tỳ kheo nghe. Những vị tỳ kheo mà biết rõ lậu hoặc là lậu hoặc, biết rõ ba hoặc bốn chi pháp lậu, đây là dục lậu, đây là hữu lậu, đây là vô minh lậu, hoặc đây là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, đó là chánh kiến. Kế đến là biết rõ sự hiện hữu, sự hiện hữu các lậu hoặc. Cái chữ samphawa, chữ samphawa ở đây thường dịch là duyên khởi. Chúng tôi xài như vậy nó hay hơn là cái chữ chữ hiện hữu. Bởi vì hữu như là athipachayo là hiện hữu duyên đó, thì có cái thì chúng ta mới nói. Còn chữ sinh phong quá tí là cái điều kiện có mặt, nó trở thành điều kiện có mặt. Đây là tập lý tập khởi của lậu hoặc. Ai mà biết rõ được tập khởi của lậu hoặc samudaya, chữ samudaya đồng nghĩa chữ samphawa. Vị tỳ kheo phải biết rõ chẳng những là nhận diện được cái pháp lậu hoặc như là nhận diện khổ đế, mà phải nhận diện luôn cả tập khởi của pháp lậu hoặc, tức là nhận diện thực đế. Ở đây tâm được diệt và con đường đưa đến diệt. Tự nhiên quý vị đọc cái bài kệ quý vị sẽ không nắm được, nhưng mà ở đây thì chúng ta nhớ cái câu thứ ba này. Ở đây tâm được diệt tức là ám chỉ cho diệt đế, tức là cái sự đoạn diệt của các lậu, đoạn diệt của các lậu.
và con đường đến diệt, tức là chỉ cho cái đạo lộ mà đoạn diệt, đưa đến sự đoạn diệt các lậu, các lậu hoặc. Thì như vậy vị tỳ kheo khi mà biết được, vị tỳ kheo khi định tĩnh và tỉnh giác, vị tỳ kheo đệ tử Phật á, có định tĩnh, có chánh định tĩnh, vị ấy quán tri các lậu, quán tri phải các lậu, quán tri sự đoạn diệt các lậu, và quán tri con đường đưa đến sự đoạn diệt các lậu. Thời như vậy vị tỳ kheo đã diệt tận các lậu hoặc ấy. Khi mà đã đoạn diệt các lậu hoặc ấy thì mọi cái sự tham cầu tái sanh nó sẽ được tịch tịnh, không còn có sự ước muốn nữa. Bài kệ đó chúng ta phải hiểu như vậy đó. Chắc lẽ là bài kệ vào tiếng Việt đó, thì chúng ta đọc chúng ta không nhận ra tứ đế, nhưng mà chúng ta đọc qua cái câu Bali quý vị thấy kệ Bali rất là sáng. Trước hết Bodhisattva và cô vị đệ tử Phật Samahito Sambacchano Sato định tĩnh giác và chánh niệm a sa quê chấp bát cha na tí, là biết rõ các lậu. Cái đó là khía cạnh thứ nhất, là biết được khổ đế. A sa qua nành chá sâm phà quăng, có nghĩa là lấy cái động từ bát cha na tí đi theo, tức là biết rõ cái duyên khởi của lậu. Chị ta đi rút chà tí, ây cái này là khổ khổ vui. Hèn chi chúng ta đọc có trong bài kệ, tại sao, tại sao nói rằng là ở đây tâm được diệt? Nó khổ lắm thưa quý vị. Quý vị chậm chậm chút xíu, ngưng lại, đừng có đập thác. Bây giờ chữ tập chi ta, bây giờ tạm thời chữ lâu ngày quá chúng tôi không có, không có đánh chữ Pali mà cũng không có đánh chữ Việt, cho nên chúng tôi mỗi lần đánh phải chuyển đổi lại thưa quý vị, chuyển đổi cái bàn phím lại, cho nên nó mệt. Bây giờ quý vị nhớ thế này: Yatha Cetā Niruchati, cái chữ Cetā đó thì chúng ta không phải là tâm đâu, không phải là tâm. Cái chữ chê đó quý vị tách ra dùm là cái chữ tê chê rồi có dấu lược, chữ chát có dấu lược rồi chữ ê ta.
Sài Gòn vừa nắng giúp sư cái chữ chê ta đó tách ra, tách chữ chê, chữ chát, chữ chát là chữ ê ta. Dạ, yeah. Không được, không được. Chữ ê ta là dính chung. Sư Tuệ Đức bỏ cái dấu lược ở ở trước chữ e, trước chữ ê. Chứ nếu mà giác khác chê rồi ta rồi nó sai nữa, nó qua cái miệng ngõ khác. Dạ, yeah, đúng rồi, vậy đó. Chữ ê ta ở đây đó, Eta Nirushanti, chữ Eta là các lậu đó, các lậu hoặc đấy. Yathaketa Nirushanti là các lậu ấy. Đoạn diệt ở chỗ nào? Biết rõ, tức là Niết Bàn, chỉ có Niết Bàn mới biết. Yatha ở đây là chỉ cho Niết Bàn. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng, bởi vì ở đây đang thiên mà chúng được chia thì cái trường hợp này nó kẹt quá, kẹt quá. Cái này, cái câu này đó nó thuộc về cái vế thứ ba, tức là diệt đế, diệt đế. Rồi cuối cùng là con đường đến diệt, con đường đến diệt. Gần chá, mất gần chá là quý vị đã biết là những mắt gân với chữ chá. Và con đường, và con đường khai giá ga mi năng, và con đường dẫn đến sự đoạn diệt, con đường dẫn đến sự đoạn diệt, tức là ám chỉ cho diệt đế. Vậy thì một vị đệ tử của Đức Phật có trí tuệ tỉnh giác và chánh niệm, rồi có tâm định tĩnh, biết rõ lậu hoặc, tập khởi của lậu hoặc, đoạn diệt lậu hoặc và con đường đưa đến sự đoạn diệt lậu hoặc. Như vậy vị đó được gọi là có chánh tri kiến, và nhờ cái chánh tri kiến đó vị này đoạn tận các cái lậu hoặc ấy, đoạn tận các cái lậu hoặc ấy, sẽ tịnh tịnh, không còn cái sự tham cầu ước muốn cái gì cả, ước muốn cái sự tái sanh. Đó là ý nghĩa bài kệ thứ nhất. Khi một một vị đệ tử Phật á, dầu cho bậc xuất gia hay người tại gia cư sĩ mà hiểu được pháp tứ đế, hiểu được bốn khía cạnh tứ đế qua các pháp á, thì như vậy gọi là việc có chánh kiến, có bài kinh. Chánh kiến rất quan trọng thưa quý vị. Khi mà các vị tỳ kheo khác hỏi ngài Xá Lợi Phất, một đệ tử của Đức Phật, một vị thánh đệ tử, thì như thế nào mới gọi là có chánh chánh kiến? Trước hết là ngài nói là ai biết được pháp thiện và căn thiện gọi là có chánh kiến, ai biết được pháp bất thiện và căn bất thiện là có chánh kiến, gọi là có chánh kiến, vân vân. Ai biết được lậu hoặc, tập khởi của lậu hoặc, sự đoạn diệt lậu hoặc và con đường đến sự đoạn diệt lậu hoặc, đó là có chánh kiến. Ai biết được vô minh, tập khởi của vô minh, sự đoạn diệt vô minh và con đường đến sự đoạn diệt vô minh gọi là có chánh kiến. Ai biết được tức là bốn món thức ăn đó,
biết được khởi của tứ thực, biết được sự đoạn diệt của tứ thực, biết được con đường đưa đến sự đoạn diệt tứ thực, thì người đó gọi là cái chánh kiến vân vân. Ở trong bài kinh đó, bài kinh chánh kiến nó nhiều lắm. Cho nên chúng ta phải hiểu ở bài kệ thứ nhất này là Đức Phật đã dạy chúng ta có chánh kiến đối với các loại vật, phải có chánh kiến đối với các loại vật, đơn giản vậy thôi, quá dễ hiểu. Quý vị đừng có tự làm khó mình. Đức Phật hành thuyết đơn giản thì chúng ta phải hiểu đơn giản mà hiểu chiều sâu được rồi, chứ chúng ta tự cột thêm. Chúng ta có cái bệnh là chúng ta hay muốn chứng tỏ kiến thức rộng rãi của mình, cho nên chúng ta tự tìm cách để chúng ta buộc cái kiến thức của mình, buộc cho nhiều vào, nó thành một chùm kiến thức, cái nó rối. Chúng ta hiểu một câu mà chúng ta hiểu theo kiểu mà gọi là một chùm kiến thức là chúng ta bị rối. Hiểu đơn giản thôi thưa quý vị. Bài kệ này chúng ta chỉ khuyên quý vị là nên hiểu rằng Đức Thế dạy có nghĩa là vị tỳ kheo đệ tử Phật phải có chánh kiến, hiểu biết đúng đắn về các lậu. Đây là lậu hoặc, đây là tập khởi của lậu hoặc, đây là sự đoạn diệt lậu hoặc, đây là con đường đưa đến sự đoạn diệt lậu hoặc, chấm hết. Nhiều đó thôi. Rồi bây giờ chúng ta qua cái bài kệ thứ hai ở trong cái bài kinh thứ 57. Đức Thế Tôn nói lên ý nghĩa này. Ở đây bài kệ này được nói đến ai đoạn trừ dục lậu, ly tham pháp vô minh, hữu lậu được đoạn trừ, bắt bởi sinh y, mang cái thân cuối cùng và tăng cổ xe ma. Chúng ta xem có cái bài kệ Bali đó, bài kệ bây giờ đó, quý vị chậm chậm chút xíu, chạy nhanh quá để làm cho mất bài nha. Bài kệ này giá sát kama svo kino, đối với ai dục lậu được đoạn tận là một avijja virajita vô minh đã vô nhiễm. Quý vị đừng có xài ly tham. Tự nhiên ly tham ở đây có chữ tham vô cái nó rắc rối. Ta đúng rồi. Cho nên chúng ta nữa. Mà chữ virajita ở đây đó tức là vô nhiễm, vô minh đã vô nhiễm. Sakwa sakwo parikino, hữu lụ được tận diệt, hữu lụ được tận diệt. Thì như vậy ở đây chúng ta có ba, đối với ai dục lậu đoạn trừ, hữu lậu tận diệt, vô minh được vô nhiễm, ba cái đó, thì vipavutto rupati, vị ấy giải thoát khỏi sinh ly, giải thoát khỏi sinh ly. Chữ upathi ở đây đó là sanh y, là cái sự cái thân tái sanh đó thưa quý vị, cái thân tái sanh của người, của trời, của phạm thiên.
hay là địa ngục ngạ quỷ súc sanh lục tu la? Như vậy chữ viết của Buddha là được giải thoát. Niro, Nira, Nira Upati, Nirupati, tức là không còn sanh y, được giải thoát không còn sanh y. Nhưng mà ở trong cái bản kinh thì dịch cho chúng ta là được giải thoát khỏi sanh y. Cái câu đó nếu mà chuyển qua cái bạch văn Pali thì khác nữa, giải thoát mọi khỏi sanh y nó khác nữa. Còn ở đây Đức Phật là dạy hai từ, cái nào cũng chủ thích hết. Nếu mà Mô Tô được giải thoát Nirupati là không còn sanh y, được giải thoát không còn sanh y, hai cái vế nó khác nhau. Được giải thoát đây là giải thoát cái gì? Tức là giải thoát khỏi tâm giới, giải thoát khỏi tâm giới, giới sắc giới giới, giải thoát khỏi các cái khổ dục, khỏi sắc tưởng vô sắc. Mà được giải thoát như vậy có nghĩa là không còn sanh y, tức là không còn cái thân sanh hữu, khổ dục, khổ sắc tưởng vô sắc. Rare tí an tí băng đê hăng, chữ đê hăng là thân. Đê hăng hay san đê hăng vậy? Antimang là tối hậu hay là cuối cùng. Rarity là mang, mang thân tối hậu, mang thân cuối, cuối cùng. Kitva marang sawa hindi. Tức là diệt căn, cái cổ xe ma. Cổ xe ma đây làm chỉ cho bánh xe sanh tử luân hồi, bánh xe sanh tử luân hồi. Chữ hoa hát ở đây đó, chữ hoa hát tức là cái sự chuyển, tức là chỉ cho chiếc xe. Mà thêm cái chữ Indi nhé, Hoàng Hít Đinh có nghĩa là cổ xe. Thêm cái tiết đầu ngữ là chữ sát vào nữa để nhấn mạnh thêm. Và cái cổ xe, thay vì nói cổ xe, bánh xe sanh tử luân hồi, bây giờ nói ma răng sawa hiding, thì như vậy là cái cổ xe ma, phá tan cái cổ xe ma đó, là bánh xe, là dẹp tan, là bánh xe sanh tử luân hồi, dẹp tan bánh xe sanh tử luân hồi. Chứ tôi không hiểu tại sao mà trong cái tiếng Pali, Pali Latin mà họ để cái dấu lược một cách sai, sai trầm trọng đi, làm cho mình khó hiểu, khó, khó viết. Quý vị chú ý cái chỗ này nè, sa wa hi nin. Cái chữ hoa đó các vị bỏ, bỏ trừ âm giùm ấy. Quý vị đâu bỏ trừ âm gì, nhưng mà sao phải là quý hình khí ninh tí, chữ ninh tí để như vậy là mới đúng, để như vậy mới đúng. Cái chữ m chấm đó giờ phải m chấm đó nó được thay bằng chữ n, rồi cái dấu lượng đó là nó thế cho cái chữ, thế cho cái chữ ý,
cái chữ ý, thế cho chữ ý. Có lẽ chúng tôi bị mang, bị dướng cái bệnh là người ta có cái bệnh gọi là hậu Covid, nhưng mà chúng tôi, cái bệnh của chúng tôi là hậu Bali. Bali, hãy mà mình biết Bali rồi, bây giờ nói gì ra, mặc dù không muốn là mất thời gian để mà phân tích, nhưng mà gặp cái chữ mà sai đó, là tự nhiên nó ngứa, nó ngứa, nó thường bị, nó ngứa mắt, cho nên phải chỉnh. Cái này hậu Bali chứ không phải hậu Covid. Ngứa nghề, gọi là ngứa nghề. Thì ở đây thưa quý vị, cái bài kệ ở trong cái bài thứ 57 đó cũng dễ hiểu. Cái bài thứ 56 Đức Phật đọc bài kệ là đối với các lục hoặc á, thì một vị đệ tử Phật á, là phải có chánh kiến, định chỉnh, chánh niệm và tỉnh giác, biết rõ, tức là có chánh kiến, có chánh kiến về lậu hoặc. Đây là lậu, đây là tập khởi của lậu, đây là sự đoạn diệt lậu, lậu hoặc, đây là con đường đưa đến sự đoạn diệt lậu hoặc. Nhờ chánh kiến như vậy, vị tỳ kheo ấy dứt trừ được cả tất cả các lậu, không còn cái sự tham cầu tái sanh trong tương lai nữa. Còn cái bài kệ thứ hai đó, tức là cái bài kệ trong cái bài 57 đó, thì Đức Phật nói rằng ai mà đoạn trừ, ai mà dục lậu được đoạn trừ, hữu lậu được diệt tận, vô minh đã vô diễn, thì vị ấy được giải thoát, không còn sanh y, mang cái thân cuối cùng diệt tan của Sama, là ám chỉ cho vị A-la-hán. Bởi vì vị A-la-hán là được dục lậu hữu lậu vô minh lậu, vì A-la-hán mang cái cuối cùng là hữu như y. Các bạn vì bên cùng, tức là không còn cái đã giải, không còn sanh y, cũng như kính Phật tử chúng ta cần phải lưu ý rằng chúng ta tu tập lui thích đi đi chùa kia, thích làm lễ, làm chủ lễ dân y, hay là chúng ta thích đi đến cái trường thiền nổi tiếng để làm thiền sinh ở đó, vân vân. Nhưng mà chúng ta quên một điều rằng là chúng ta chưa có ý thức được rằng tại sao mình luân hồi, chính vì lậu hoặc còn. Thứ nhất là chúng ta chưa có được cái chánh tri kiến để hiểu về, để thấu triệt về lậu bốn khía cạnh có chánh là lậu hoặc, dục biến lợi vô minh lậu. Chúng ta chọn đây là nhân sanh lậu hay là của lậu hoặc, lậu hoặc đó tức là vô minh. Những người sinh già trước khổ sầu bởi nhân tứ lậu, lấy đầu là do vô minh.
là niết bàn. Niết bàn là phá vỡ vô minh, phá vỡ tham ái. Rồi hiểu được con đường đến sự độ diệt lộ hoặc, tức là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh lượng, chánh diệt, chánh mạng. Chỉ cần hiểu bao nhiêu đó thôi là có chánh đạo. Đối với các lộ đó, ta có chánh niệm, cái tâm thuần chuyển giữ sử dụng, quý đến sự đoạn diệt dục lậu hữu lậu và vô diễn vô minh lậu, thì trở thành vị A-la-hán được không gì. Cái thân này mấy chục năm nữa, còn mười mấy năm nữa, còn năm bảy năm nữa, thì từ đây đến đó là mang cuối. Mình phá tan cái cổ xe ma, tức là phá tan những xe sanh tử luân hồi, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, danh sắc duyên lục, hay đó có tóm tắt bánh xe luân hồi. Nó có ba, nó có ba cái công đoạn là vô minh phiền não, là phiền não luân hồi, là vô minh vãi, được nghiệp luân hồi là hành đạo hữu, quả luân hồi tức là thức danh sắc lục nhập xuất thọ, rồi lão tử sầu quy cũ ưu ai, đó là quả luân hồi. Dễ lắm thưa quý vị, đơn giản không có gì khó, chỉ cần bao nhiêu thôi, hiểu bao nhiêu đây thôi, và chúng ta cố gắng tu tập bao nhiêu đây thôi, là chúng ta đã làm xong những gì Đức Phật đã dạy. Còn bây giờ người ta không có chịu đi theo cái con đường mà Đức Phật này vẽ cho chúng ta, vạch con đường chúng ta, mà đi dọc đường chúng ta cứ ngồi lại, chúng ta cứ xung xôi từng cọng cỏ bên vệ đường. Chúng ta rảnh quá, chúng ta móc lên từ viên đá, viên sỏi ở bên vệ đường, rồi bắt bướm bướm, bắt cào cào chơi. Chúng ta nghĩ rằng là trên con đường này mình làm việc quá nhiều, thật ra những công việc đó là vô ích. Bởi vì chúng ta đang bị rượt đuổi, giật ra rượt đuổi phía sau là chúng ta phải chạy nhanh về đến chỗ an toàn, tức là chạy nhanh về phía trước, được bờ bên kia rồi chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi, chạy đi, đừng có rảnh rỗi ta ngồi bên vỉa đường, nghĩa là hái hoa bắt bướm, làm những chuyện đó làm chi, à bờ chấm về chết, nó đang rượt đuổi giống như là kẻ thù, nó đang rượt đuổi chúng ta, chúng ta lo, chúng ta chạy nhanh đến bờ kia sông, chúng ta cột thành chiếc bè cá với tám mối là để chúng ta vượt sông qua đến bốn cái hải đảo và là ta mới được an toàn. Còn ở không đâu mà chúng ta ngồi đó, chúng ta lo những chuyện đi tìm hiểu cái triết lý, để triết lý đó mệt quá thưa quý vị, mệt lắm. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, quý vị thích ngồi là phải thông thả, hai qua bắt bướm thì kệ quý vị. Chúng tôi chỉ làm ơn là phước nhắc nhở vậy, chứ chúng tôi bỏ, chúng tôi chạy trước. Chúng tôi nói rồi, bỏ chạy trước. Còn quý vị ở lại thì cái đó là do quý vị, chứ đừng nói tại sao mà sư chạy, sư không kêu, không réo, không chạy theo. Đã nói rồi, nhưng mà quý vị không chịu thì quý vị cứ ngồi đó nghiên cứu đi, tìm hiểu đi. Hôm nay thì chúng tôi trình bày với quý vị ý nghĩa của cái pháp lộ hoặc mà Đức Phật thuyết trong hai bài kệ 56 và 57. Đến đây thì cũng vừa với thời gian, chúng ta còn 3 phút nữa, nghỉ sớm chút, nghỉ 3 phút nữa. Bây giờ xin được cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phước vô báo cho trùm Nam Mô Bồ Tát.
Mà tôi sắp băm mang lăng ra khăn tôi sắp bay đê của ta sắp bà bút ta nữ hoa quay nè sà đà sà thị phong quanh truy tê mà quả tôi sắp băm mang lăng ra khăn tôi sắp bay đê của ta sắp bình hàm ma nữ hoa quay nè sà đà sà thị phong quanh truy tê mà quả tôi sắp băm mang lăng ra khăn tôi sắp bay đê của ta sắp bà sang ha nữ hoa quay nè sà đà sà thị phong quanh truy tê tất cả khu hàng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà oai đức của chư Phật do nhà oai đức của giáo pháp do nhà oai đức của chư ta sự quả của tâm tinh thành tam bảo được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Hòa Thượng Tề Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử.